Xin chào, đây là đại tiếng rap từ cây cối. Tụi Homo sapiens mà ai cũng biết là ai. Trong vài năm nay, chúng đã giết chết rất nhiều sinh mạng. Chúng ác độc đó, còn có một bài học. Đến lúc chúng ta phải lên tiếng rồi. Đôi lời ta muốn gửi tới con người, chúng bay đi vì sự sống mà lại không trả lại. Khi sinh vật vô tội ngoài kia còn đang hấp hối, tương lai thì đang tối dần. Và ta dùng vần đơn vần đôi để đại diện cho thiên nhiên, lấy lại mọi thứ thuộc về bọn tao và chừng trị tất cả kẻ cướp đồ của tao. Nó là tụi mày đang tự vã và đừng có mặc cả khi mà về sau. Ta xin cho tụi mày biết thế nào là niềm đau, nên đừng để tao cô mày khi mà về lâu. Bọn tao cung cấp cho tụi bay thì đâu có thiếu, tụi khai thác còn kêu ca. Ta giống cho thầy và thấy được tất cả mọi thứ mà các ngươi đã làm ra. Một cái phong thái cổ với cái phong cách tội cũng đủ làm cho tụi mày cũng phải khiếp sợ. Bọn tao có bị đinh đoàn, mày đã đi kinh hoàng, không cần tới dây chuyền vàng để đi xiết nợ. Tao tưởng thế giới này là của chúng mình, hai ta sống chung trong hòa mình. Nhưng đâu biết con người có hai mặt, nói một đằng nhưng mà lại là một nẻo. Muốn hiểu cái cảm giác đau đớn không? Muốn hiểu được từng máu thịt nó đau? Các ngươi sau cùng chỉ là xương chút, cứ bước tiếp đưa rồi sẽ khổ sâu mà. Làm nhưng lại không nghĩ về hậu quả, lúc mà quả táo rơi xuống thì lại giật mình. Cực hình đang chờ ở phía sau, nếu các ngươi tiếp tục làm mẹ thiên nhiên cảm thấy nổi giận. Bọn tao đâu muốn thù quán gì. Quán gì? Ly là từ dành để tả tụi mày, vậy thì quán đi chứ còn chần chừ gì. Lông mà kỳ cỏ cho sạch để chuẩn bị cho một cuộc chiến đậm máu đi. Có làm thì cũng phải chịu chứ, chắc cây rồi phá được tụi mày cũng phải chịu chứ. Thiên tai thì tụi mày tự đi mà gánh vác, đừng có vác cái xác ra để mà van xin. Đinh đinh là tụi mày có làm gì đâu, xin mẹ thiên nhiên người ơi người bất giận. Tụi mày đi quá xa, cũng còn là tiếng ca mà sẽ là tiếng gặp của cây núi rừng. Từng mong lần để vào với nhau, lũ lụt sóng thần là cứ thế lúc là đi theo sông. Mà bao nhiêu là niềm đau và cuốn hết tất cả cái loại rác thải mà tụi bay liền. Đừng chỉ nói bằng cái miệng mà hãy đứng dậy mà tự giác đi, tự bước cái chân lên để gánh vác cả một nơi dung lại trên lưng này đi. Peace. Muốn hiểu cái cảm giác đau đớn không? Muốn hiểu được từng máu thịt nó đau? Các ngươi sau cùng chỉ là xương chút, cứ bước tiếp đưa rồi sẽ khổ sâu mà. Làm nhưng lại không nghĩ về hậu quả, lúc mà quả táo rơi xuống thì lại giật mình. Cực hình đang chờ ở phía sau, nếu các ngươi tiếp tục làm mẹ thiên nhiên cảm thấy nổi giận. Cảm thấy nổi giận, cảm thấy nổi giận. Tao cũng đâu muốn như vậy đâu. Tao cũng đâu muốn như vậy đâu. Tao cũng đâu muốn như vậy đâu. Cảm thấy nổi giận, cảm thấy nổi giận. Tao cũng đâu muốn như vậy đâu. Đừng để mày phải nổi giận. Cảm ơn bạn đã dành ra vài phút để lắng nghe. Còn rất nhiều vấn đề khác nghiêm trọng như rác thải, sự nóng lên toàn cầu. Nhưng tất cả đều xuất phát từ con người mà ra. Lo mà sửa sai đi, còn kịp.